Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục dẫn đến về ngày sinh tồn. Đây thì như tập trước thì nói chung là như tập 12 bạn xem đó, thì chúng ta đã tới ngày 303 rồi. Thì nhân tiện là mình nói cho bạn biết nữa là cái lúc mà gọi là edit video đó nhất thời nha, nhất thời thôi. Đó là mình không nhớ là cái ngày hôm qua là ngày nhiêu, hôm qua là ngày 303 đúng không? Đó thì nó tới ngày 303 rồi, nhưng mà lúc mà edit video nhất thời mình quên đó, là mình có vào game đó, mình vào game mình bật vào độ xem là mình coi bao nhiêu ngày mình thoát ra liền thôi, chứ không có làm gì cả đâu đó. Không anh gian gì đâu cho nên bạn yên tâm đó. Thì cũng đã tầm 2 ngày rồi mình không quay clip, lý do đơn giản thôi. Lý do thứ nhất đó là mình chỉnh sửa những cái đoạn video mà mình đã quay rồi. Cái thứ hai đó là nhà mình thì bạn cũng đã biết rồi, nó cứ ồn ào liên tục, nó không được yên ổn một phút một giây nữa đó. Cho nên là nó cũng hơi khó cho mình về cái việc mà quay clip, và tiếng ồn thì nó rất là nhiều luôn đó. Rồi thì giờ thì ta sẽ bỏ qua chuyện đó đi ha. Như bạn biết á, thì cái máy farm sắt của mình nó đã bị hư đó, không còn hoạt động được nữa đó. Thì trong thời gian mà kiểu như là mình đã không quay clip á, thì mình cũng có suy nghĩ đồ các thứ đó, mình cũng có suy nghĩ này kia nọ, mình suy nghĩ là nên sửa nó như thế nào đó. Thì chúng ta có một cái phương án như thế này, đó là chúng ta sẽ đặt những cái đường ray đó, làm đặt lóc một thành một cái bậc thang vậy, rồi đặt những cái đường ray để mà vận chuyển một em dân làng ở trong đây nè, trên đó đó. Thì nếu như mà làm theo cách đó thì chúng ta sẽ phải dọn cái phần nước ra đó, dọn cái phần nước ở trên đó ra đó. Thì cái phần đó thì nó hơi cực đó. Thứ hai á, là chúng ta sẽ giết chết cái em zombie này đó, giết chết cái em zombie này để cho mấy em dân làng em ấy có thể thoải mái sinh sản đó, để mà ta có thể và sau đó ta sẽ tìm một em zombie khác ta đưa lên đó, vậy thôi đó. Thì nói chung là sơ sơ thì là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì mình đã suy nghĩ ra thêm được nha, mình đã suy nghĩ ra thêm được một cái cách khác nữa. Thì cái cách này á, thì mình sẽ lót những cái slab lên đây đó, để cho mấy em dân làng không còn thấy em zombie nữa đó. Thì theo mình nghĩ nha, cái này là theo mình nghĩ thôi, đó là do mấy em dân làng này, mấy em ấy thấy em zombie này đó, cho nên là mấy em sợ quá, mấy em không có dám đẻ không đó, mấy em chỉ lo tập trung làm cách nào đó để mà tiêu diệt cái zombie này thôi đó. Không, sợ quá thì làm sao mà đẻ cho được đó. Đâu để mình xem thử coi là em mới ra đẻ chưa. Được rồi kìa, vậy mình sẽ đập ra kìa một em baby đó. Rồi nói chung là mấy em này ra đẻ nha. Và như bạn thấy tập trước thì mình đã chặn cái phần này lại đó, giờ mình hy vọng sẽ không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra đối với cái máy phạm này nữa, chứ thật sự là mình mệt mỏi lắm rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải ngồi đợi một xíu, ngồi chờ thử xem coi là nha, ngồi đợi thử xem là có thử là có cái là cái máy phạm này nó có thể hoạt động trở lại được hay không đó. Và đồng thời mình sẽ sửa cái kiếm của mình một xíu, và mình cũng sẽ phải sửa cái áo giáp luôn đó. Thì cái tập trước á, thì trong lúc mà xây cái máy phàm vàng á, thì cái quần của mình nó cũng bị hỏng luôn nha, nó còn y hệt như là nó y hệt cái áo mình hiện tại giờ luôn nè, nó còn có một chấm một luôn, nó không còn một chấm nữa luôn đó. Cho nên là nhưng mà mình đã sửa nó lại rồi, cho nên thành ra là cái quần chúng ta thì bây giờ vẫn chưa đáng lo ngại bằng cái áo đó. Cái áo là cái phần mà phải gọi là bảo vệ rất là quan trọng đó. Chúng ta nếu như mà mình mặc áo này lên á thì Enderman quýnh mình á, thì mình còn có thể chịu được, chứ mình mà tháo cái áo ra rồi á thì Enderman quýnh mình một hai cái là mình chết liền hả. Chúng ta có quyền thiếu cái quần nhưng mà không được phép thiếu cái áo, mà nghe tuy là nghe nó hơi biến thái một xíu, thiếu quần nhưng không được thiếu áo, thiếu quần nhưng không được thiếu áo, vì thành ra chẳng khác là được cái chuồng hết đó. Nhưng mà thôi mà không sao, đây là game, nó game tuy nghe nó hơi biến thái một xíu nhưng thật ra đây là game nha, cái logic game nó như vậy, cho nên nha mình phải đành chịu thôi đó. Và theo như mình thấy hiện tại thì vẫn không thấy có em golem nào xuất hiện, và vẫn là tiếng ngọt, nhà mình vẫn đang rất là nhiều tiếng ngọt đó.
Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi, gọi là hôm nay mình sẽ thực hiện một cái chiêu trò khá là đặc biệt, đó chính là ta sẽ phá cái bedrock đi. Đó, mình sẽ phá cái bedrock đi ha. Đó. Để phá được bedrock thì chúng ta cần phải có TNT, bê tông và một cái khối thép nhân tạo. Đó. Thì đầu tiên bây giờ mình cần phải sửa lại cái áo này cho chúng ta, để sửa luôn cả cái kiếm này. Đó. Để mà chúng ta có cái để mà dùng. Đó. Sửa sửa lại cái áo này cái, mình sửa lại cái kiếm luôn. Đó. Đó là cái kiếm đó mà mình đi xuống dưới địa ngục chúng ta đi chém những em Enderman đó. Thì bây giờ hiện tại cái chỗ mà mấy con vàng của mình á, mỗi lần mà đi lên đi xuống á là cần phải có một viên ngọc Ender đó. Mà ngọc Ender thì chúng ta phải đi săn Enderman thì cái đó nó khá là bất tiện đó. Cho nên là mình đã cố gắng tìm cách để mà phá bedrock và mình đã thành công đó. Mình đã thử ở một cái thế giới khác, đó giờ mình đã thực hiện được, nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng hên xui thôi. Đây hiện tại mình đang có 24 cái cát đỏ đây. Ta sẽ đi lại đây. Ta xem thử ở đây có thuốc súng này. Để xem thử là ta chế tạo được bao nhiêu quả TNT. Chúng ta được 6 quả. 6 quả, cái này thật sự rất là ít luôn á. Nếu như mà mình kém may mắn nha, nếu như mình thực sự cái độ may mắn của mình nó cao á thì chúng ta có thể thực hiện một lần duy nhất là xong luôn đó. Còn nếu như là độ may mắn của mình mà nó kém á, thì nó rất là khó khăn. Hiện tại từ nãy giờ mình đợi thì chả thấy có một anh golem nào xuất hiện à, và cái điều này khá là căng thẳng này đó. Bởi vì theo như mình đó là do cái này, mình nghĩ là do cái này. Đó, do cái này nó cản trở chúng ta, nó cản trở cái sự xuất hiện của anh Golem đó, kiểu như là sao nhỉ, cái chỗ này kiểu như là nó đây nè, của người ta là người ta thiết kế lót như thế này đó. Nhưng mà tập trước như tập trước các bạn thấy là mấy cái bé dân làng baby thì mấy bé có thể lọt ra được đó, cho nên là mình đã chặn lại như thế này để phòng ngừa cái chuyện đó. Thì có thể là do cái nguyên nhân này mà hiện tại bây giờ là vẫn chưa có Golem xuất hiện. Bây giờ mình sẽ thử mình đào cái này ra nha, chúng ta phải thực hiện thật là nhanh. Vậy thì mình phải để cái này ở đây đó, đào ra một cái là mình sẽ đặt lại liền chứ không thể nào để lâu được. Ôi không thể nào tin được. Ê vậy rồi đi ra, đừng có như vậy chứ. Rồi xong rồi mọi người, xong rồi, tất cả coi như đã xong. Tất cả coi như đã xong. Good boy. Good job man. Good job man. Good job. Rất tuyệt vời, những anh dân làng của chúng ta đã biến thành những thây ma hết rồi. Nhờ em zombie không biết điều, luôn luôn nghịch ngợm và rất là mất dạy. Vâng, xin chia buồn cùng với toàn thể những anh dân làng trong đây và những biệt mà anh. Em không thể nào em chứa nổi mấy anh nữa rồi. Em không thể nào em chịu nổi cái tính của mấy anh nữa. Mà anh quá vô duyên và quá là vô kỷ luật. Mà anh cực kỳ vô kỷ luật luôn. Em không thể nào em chịu nổi cái tính của mấy anh nữa. Lúc mà mình đập cái phần này ra nè, đó mình để vậy nè, mình đập ra đó mà mình gắn lại á, thì mấy em dân làng á, em ấy cứ chèn ép nhau đó, để mà mấy em ấy gọi là tranh giành chỗ để mà chạy trốn các thứ. Và thế là hậu quả đó chính là một em baby đã bị nhiễm bệnh và đánh đến chết hết hai em còn lại. Rất tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Rồi bây giờ thì đồ thì cũng nói chung là máy thì cũng đã hư rồi, dân làng thì cũng đã chết luôn đó. Thì bây giờ thì mình sẽ gọi là sẽ cố gắng gọi là đi farm cây rồi farm mía rồi các thứ để mà ta trao đổi một cái kiếm nữa đó. Nhân tiện đây mình có 32 level mình sẽ enchant luôn đó, ta sẽ enchant cho cái cây kiếm của chúng ta luôn đó. Như rồi rồi mình sẽ sửa lại cái áo này của mình đó. Ta sẽ đi xuống dưới phần ta sẽ đi xuống dưới Nether một cái. À, ta sẽ đi xuống dưới đây rồi. Đây rồi để mà ta farm kinh nghiệm, vừa farm vàng mình vừa farm kinh nghiệm luôn nha. À, lục lại trong gương thì lục lại trong gương đồ của mình thì mình vẫn còn 27 ngọc lục bảo. Rồi thì
Bây giờ có thể nha bạn, đó mình dự định là mình sẽ đi farm cây một xíu, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta đã có 24 em rồi, mình sẽ sửa lại cáo giáp thôi đó, vẫn không đủ à, đây đủ luôn nè đó, mình sẽ sửa lại cáo giáp của mình thôi đó, ta sẽ sửa lại cáo giáp của mình đó, rồi sau đó ta sẽ gọi là đi xuống với Nether luôn đó. Cái kiếm của mình thì nó vẫn còn trụ được đó, nó vẫn còn có thể chém Enderman được đó, nói chung là nó vẫn còn có thể tiêu diệt Enderman đâu trong vòng mà vẫn còn có thể cầm cự được nha đó. Còn mình sẽ đi xuống dưới đó mình sửa hết toàn bộ mấy cây cúc này lại đó, và đồng thời ta sẽ gọi là farm thêm một ít kinh nghiệm nữa đó, để mà gọi là mình có thể nâng cấp những cái set đồ của mình lên ở mức độ tối đa nhất, để mà gọi là ta có thể có đồ giáp giáp rồi vũ khí này kia nọ cho nó xịn sò một chút ha. Rồi ta sẽ sửa cái máy farm của mình lại sao đó, ta bắt buộc phải sửa sửa cái máy farm của mình lại, không thể nào để cho nó cái tình trạng như vậy được, cái máy farm sắt đó. Bởi vì nếu như mà mình không sửa cái máy farm sắt lại thì mình không có sắt đâu để mà đổi với lại mấy em nhặt lại, thì mình vẫn còn sắt nha, mình vẫn còn sắt. Ok, sắt thì mình để dưới địa ngục hết trơn rồi, mình để sắt ở dưới địa ngục hết, tất cả mọi thứ dưới địa ngục hết luôn rồi đó. Giờ bây giờ thì bây giờ hôm muốn đi xuống dưới đó rồi, thì xong tiện giờ mình đi xuống dưới đó luôn cũng chẳng sao cả. Ok, đây mình sẽ in chain thử coi. Đây ta có trong hỏng bảo vệ khỏi lửa khá là cùi, khá là cùi ha, không cần, mình không cần cái bảo vệ khỏi lửa, bây giờ ta chỉ cần cái bảo vệ thôi là đủ rồi à. Đây vậy thì thôi ta sẽ thay thế cái này luôn à. Ở đây là chậm hỏng bảo vệ rồi, nói chung là cái áo thì chỉ cần cái sửa chữa thôi nữa thôi là được rồi à. Giờ ta sẽ cắt cái áo này lại, rồi mình sẽ mặc cái áo bình thường đi luôn cho nó gọn. Rồi bây giờ thì ta sẽ xuống dưới này, đời ta đi săn Enderman một cái rồi ta lên cái nóc để trần địa ngục luôn à. Và mình sẽ chuẩn bị công cụ phá bếp nóc, như phá được thì thôi thôi, nhưng mà chúng ta phá được sẽ rất là vui à. Chúng ta mà phá được cái này là sự rất là vui luôn đó. Còn không phá được đó, thì thôi à, đành chịu, không còn cách nào khác hết. Có thể ta lấy cái giường này ta đi à, rồi. À, rồi sẵn tiện ngủ này à, ngủ luôn được. Ngày 306 rồi, bây giờ ta xuống địa ngục thôi. Ta đã tới được chân tận cùng của nóc địa ngục rồi đây. Đây rồi, Ngọc Ender đâu? Lấy ra một cái. Ta phải đè thật giữ đây, đè giữ cái nút nút đi xe như thế này. Rồi cầm ngay đây, ném ra một cái, rồi. Đó. À, vâng, vỗ tay cho anh ấy, vỗ tay cho anh ấy. Anh ấy đã quên check in lại tọa độ của cái khối bedrock của chúng ta. Vâng, rất hay. Nếu như mà mình phán đoán không lầm thì đây, đây cái chỗ này là cái chỗ chúng ta cần phải phá. Ha, đâu để xem nào. Đây rồi. Mình bỏ tất cả những cái đống sắt của mình ở trên đây, đây, đây đó. Dùng tất cả những cái đống sắt mà mình có lại trên đây hết nha. À, tiền tiền đi, ta lấy cái này ra luôn đi. À, ta đặt cái bàn chế tạo xuống. Ta chế tạo cho mình hai khối này. Bộp. Rồi. Đổi ra một cái. Rồi, bê tông của tôi đâu? Bê tông. Đây à. Còn bây giờ đi chứ. Rồi, hay quá, vỗ tay. Anh ấy cũng có đá. Em đó em cứ kêu hoài luôn, em gác em cứ kêu hoài luôn. Chúng ta đã bị thiếu đá rồi, vỗ tay cho màn chuẩn bị siêu kỹ càng của anh ấy. Rồi bây giờ thì không có đá thì mình không thể nào mà là mình làm bê tông được. Bây giờ thì ta chỉ còn cách đó là đi lên đây rồi sửa chữa lại tất cả những món đồ mà chúng ta có mà thôi. À, thì bây giờ hiện tại mình sẽ đi lên và mình sửa chữa lại tất cả những món đồ mà mình có đây nè, sửa này thì sửa này luôn đó. Rồi ta sẽ đi lên trên đó, và đây là cái máy farm vàng của mình đó. Đó thì cái này là của người ta xây thôi, thiết kế của người ta cho máy của mình đó. Thật sự xây cái này rất là cực luôn đó, nếu như thật sự nó thật ra nha, mình không cần kinh nghiệm thì mình cũng chả cần xây cái máy này làm gì đó. Nhưng mà thật ra mình đang cần kinh nghiệm cho nên cho mình mới xây cái máy này thôi. À, chứ mình mà không cần kinh nghiệm mình cũng chả cần muốn xây cái máy này thì làm gì đâu. Chúng ta đã tới nơi và xem nào, rồi xong lại bỏ cái bàn chế tạo dưới thiệt cơ mà tình á, đáng chí cái gì đâu mà đáng chí hoài không biết câu này thiệt tình lúc
nhiều khi tôi đã cháy ghét tôi cũng quạo tôi luôn. Đây rồi à ha, ai chết, tại sao nó bấm như vậy? Vâng, ở đây mình đã bỏ ở đây rất là nhiều sắt luôn nè, hả, không có ít ỏi gì đâu. Bây giờ ta sẽ thử, ta để qua bên đây đi. Đây rồi đó, mình sẽ thử mình đập ra một quên như vậy. Rồi đúng rồi đó. Rồi ta lấy cái gương này, không cần đặt phải cho đẹp đâu, đặt sao cho nó hút đồ đi là được rồi. Rồi mình đã lắp đặt cho máy xong cái hệ thống lặp đi lặp lại rồi, cái tín hiệu nó cứ lặp đi lặp lại nhiều hoài thôi. Thế là chúng ta phải hy sinh cái cây này của chúng ta rồi, chúng ta phải hy sinh cái cây này thôi, không còn cái nào khác hết. Đó, đập này ra đi, đó. Đập này lại, ta tắt đi, đó, để cho nó bớt ồn. Khi nào ta muốn quỷ đồ hay là cái gì đó thì hay bật lên. Đó. Đây, chỗ này nó hơi nguy hiểm, lên một xíu, đúng rồi. Đây, tôi sẽ đổ cái nó một cái lava vào đây nè. Dạ mà không biết như vậy nó tiêu quỷ đồ được không nha? Hy vọng là được, hy vọng là được nha. Chứ nó không được cái là thôi khóc hận luôn. Ây da, đau quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đây, mình sửa đồ luôn. Nói chung là ta sẽ sửa hết tất cả những món đồ mà chúng ta có. Rồi, nhìn xem. Thấy ma lợn rất nhiều. Không, mấy em biết men, đúng rồi, mấy em biết men rất nhiều. Đó. Rồi nha, sắp xếp đồ đạc kỹ càng vô. Đó, cái cung của tôi đâu? Cái cung vô hạn của tôi đâu? Bắn nhẹ thôi, không cần bắn mạnh đâu. Đó, bắn là sao mà khều quá, nói chung là đó, khều khều mấy em, khều mấy em được rồi, kiểu giống hệt như là chọc chó vậy đó. Ê ê, đúng rồi, qua đây nè, đúng rồi, đúng rồi. Đó, hay lắm, good job mấy em, tuyệt vời. Rồi, mình sang ở đây mình sửa hết tất cả những cái phút mình có cho nó như nào mọi người. Sửa hết tất cả những cái phút của mình ở đây ha, cho đến khi nào mà sửa xong hết thì thôi. Mình đã sửa chữa lại hết tất cả những thứ mà mình có. Đó, và các bạn đang hỏi là tại sao mình đang ở đây đúng không? Thì lúc nãy kiểu như là mình cũng sắp tiện mình farm cấp luôn, Nhưng cái điều mình chợt nhớ ra đó là mình vẫn chưa bật công tắc mà gọi là quỷ đồ á. Cho nên là đồ ở trong hút bo nó hút không có kịp. Đó. Nó hút vô không có kịp. Đó. Ồ. Và các bạn hỏi là lý do vì sao lại có những em zombie Pikmin xuất hiện ở đây đúng không? Thì do là mình ốp cái sàn này quá rộng đi, nó quá rộng, quá đi thôi, cho nên thành ra là mấy em khi mà mấy em kiểu như thấy mình á, mình đi tới đâu là mấy em dí theo đó, cho nên là mấy em dí mình á, mấy em do cái sàn này rộng quá nè, đó, rồi mấy em gọi là mấy em mình dí mấy em mình đi qua đây đúng không? Thì mấy em dí mình, mấy em là hùa nhau, mấy em đẩy mấy em chung là mấy em xô đẩy nhau xuống. Các em ấy đẩy nhau, nó xô đẩy nhau và rớt xuống đây, nó rớt xuống cái sàn to đùng này của mình. Đó. Thì mình xây cái sàn này to đùng với mục đích là mình đứng cho nó dễ hơn thôi. Đó. Nhưng không ngờ lại nó lại gây ra một cái tác hại vô cùng lớn như vậy. Rồi nha, cái cung mình hiện tại đang rất là mạnh, cho nên là bắn một phát là chết luôn. Đó. Nên là chúng ta không lo về cái việc đó làm bị mấy em ấy dí ha. Đó. Và đâu để xem thử coi. À, vẫn hoạt động bình thường đó, chúng ta để lava như vậy thì cái máy chúng ta vẫn hoạt động bình thường, cái máy tiêu quỷ đồ chúng ta vẫn hoạt động bình thường ha. Ok, wow, ui kinh nghiệm nhiều chưa, cái máy này kinh nghiệm hơi bị khủng đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ vứt những cái món đồ mà liên quan tới những em zombie Pikmin vào trong đây. Ta cẩn thận một tí, ném lộn một cái là hơi bị mệt luôn á. Rồi, đâu để xem nào, bây giờ mình sẽ mình nghĩ là ta sẽ ta nên, mình nghĩ là ta nên farm thêm một chút nữa. Đó, ta nên farm một chút nữa rồi sau đó mình sẽ đi về luôn. Đó. Farm xong xong sau đó mình sẽ đi về. Đó. Mình exchange đồ các thứ xem thử là có cái gì ngon ngon không để mình exchange thôi, chả có gì hết. Rồi, nói chung là sau một hồi farm thì nói chung là
Mình sẽ ấm cái sinh vật ác này xuống đi. Em mình cũng đã lên được 65 cấp rồi ha. Giờ là mơ thì nó cũng lên được tầm xong mấy cấp rồi. Tại sao lại có những em này ở đây? Đây vậy rồi. Rồi đi ra đi mấy em. Rồi mình phải giọt thật nhanh xuống dưới. Đúng rồi, giọt thật nhanh xuống. Mình phải giọt thật nhanh xuống nha. Đây nè. Đó. Chỉ cần đây thôi được rồi. Bây giờ đơn giản là mình xuống dưới đây là để cho mấy em quái cho nó mấy em despawn. Đó, despawn thôi. Đi xa xa chứ để cho mấy em despawn. Thôi, mình nghĩ khoảng cách như đây là đủ rồi. Đó, rồi ta giải quyết những em dưới đây đi. Tại sao lại có những cái em như thế này hả? Tôi không muốn mấy em ở cái chỗ đấy của tôi hả? Cái máy farm này thấy gì thôi cũng không hoàn hảo lắm mà hả? Nó sẽ hoạt động liên tục luôn. Nhưng mà một khi nha, một khi mà các bạn chơi cái trò đó là chọc những cái em, những cái em thấy ma lợn này thì mấy em gọi là sẽ xuất hiện hoài luôn. Và mấy em sẽ tấn công các bạn liên tục dồn dập và không bao giờ có dấu hiệu dừng lại hả? Cho nên thành ra là cái máy farm này chỉ thích hợp để các bạn xây khi mà gọi là các bạn đã có cánh nha, có cái eo ly trà, eo ly trà đó. Các bạn chỉ cần lấy pháo hoa, bạn bay lên cái một đó, bạn bay xuống rồi xong tất cả mọi thứ đã được im rồi. Còn này thì mình đang ở trong thế giới phẳng và chúng ta không có cái, chúng ta không có cái cổng gồng và chúng ta không cũng không thể nào đi vào NCT được đó. Cho nên là mình cũng không có cái eo ly trà ha. Ồ, em này kêu một cách giận dữ, kêu một cách giận dữ thì tôi tiễn em đi thăng thiên luôn đó. Kêu một cách giận dữ thì tôi tiễn em thăng thiên luôn, không có nói gì đó. Rồi tôi tắt cái đây ha đó. Đồ thì nó hút không kịp rồi. Quá, tại sao lại tới giờ này mới chịu gọi là đưa đồ cho anh chứ hả? Và chúng ta có rất là nhiều hạt vàng luôn, tuyệt vời đó. Thì nói chung là hôm nay là một ngày tuyệt vời thì thôi. Ok rồi, ta sẽ lấy những cái hạt vàng này về đi đó. Mình sẽ craft lại thành khối luôn ha đó. Hiện tại giờ mình không có bàn chế tạo rồi, ok không sao đó. Đó, mình sẽ đi xuống dưới đó, mình lấy cái bàn chế tạo đi, sau đó mình đi lên đó. Đây kinh nghiệm của ở đây nhiều vậy đó. Kinh nghiệm này là kinh nghiệm của mấy em mà kiểu như gớt xuống chết đó nha. Có hạt vàng, có thổi vàng là tao lum kìa. Đó. Thì bây giờ mình sẽ craft hết tất cả những cái hạt vàng này thành lại những cái phôi vàng. Và từ những cái phôi vàng này chúng ta craft lại thành những cái khối vàng. Đó. Để mà mình đem về mình dùng. Đó. Thì chúng ta sẽ chuyển sang ăn một cái thứ mới. Đó là cà rốt vàng. Đó, ghê chưa, giàu ghê luôn không? Đó, ăn cà rốt bình thường không chịu đâu, ăn cà rốt vàng mà chịu, cà rốt vàng nha. Đó, nhắc lại cà rốt vàng không chịu, chứ cà rốt thường không chịu. Đó, ghê không? Đó, anh ấy rất là chịu chơi. Đó, nhưng mà chịu chơi một thời gian á, còn cái để chơi không thì anh ấy không biết. Đó, vậy thôi à. Đó, chịu chơi thì có đó, nhưng mà chơi một thời gian có còn cái để chơi không, cái đó mới là cái vấn đề. Ok, đó. Lúc nãy là cái chỗ này mình nó thấy là nó bị cháy nè. Đó, như các bạn đã thấy nó bị cháy đúng không? Đó, vì thì mình sẽ đóng cái này lại luôn. Đó, không ngờ là nó vẫn có thể bị cháy được. Vì ta sẽ đóng nó lại để tránh cái tình trạng đó là cái gì ta? Mấy cái rương của chúng ta nó cũng bị lây lan và nó cháy theo. Đó, và cái điều đó là mình, như các bạn đã biết rồi, không thích một chút nào. Đó, không ai thích những cái đồ mà mình tạo ra là nó bị cháy đi. Nó bị cháy đi một cách vô nghĩa cả. Đó. Và đây mới thực sự là một cơn ác mộng đó. Cái cơn ác mộng của chúng ta không phải là ráp đồ hay là cái gì hết, mà cơn ác mộng của chúng ta đó chính là phải vận chuyển đồ về nhà đó. Mình có đem theo một số lượng gọi là gì nhỉ, một số lượng gạch đá rất là lớn đó. Cho nên bây giờ là bây giờ thì mình không dùng nữa thì mình bắt buộc phải mang nó về nhà đó. Và đây mới thực sự là một cơn ác mộng đó.
mang đồ về nhà nó không phải dễ, duy nhất là nó vẫn còn trong địa ngục nữa. Mình mang là mày mang, nói chung là mình mang tất cả là một lực để cho nó dễ thực hiện thôi chứ không có gì hết. Mình mang tất cả một lực lên là kiểu như là ha, là chúng ta không cần phải kiểu như là ha, mỗi lần hay là hết đồ thì chúng ta phải đi về nhà xong rồi phải kiếm Enderpearl, cái nơi kiếm Enderpearl xong rồi lại xuống xuống địa ngục đó, cho nên cái đó mất thời gian lắm, cho nên là mình đã chuyển hết tất cả mọi thứ gọi là những cái gì, những nguyên liệu cần thiết để mà mình làm cái máy phao này đó, là cái máy phao này. Cho nên bây giờ hay là cái thứ ám ảnh nhất không phải là cái gì hết mà là dân chuyển đồ. Ây, như bạn thấy rất là nhiều đồ đó, ta phải dân chuyển một cái đống thứ đồ này đi về. Mấy cái kiếm vàng này tôi vứt đi, không cần phải lo nghĩ. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy những cái rương này về đi đó. Rồi tôi sẽ bỏ những cái khối neo đồ rắc lại. Ok. Trời ơi, đây là thực sự là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật sự luôn đó. Ta sẽ để lại, ta bỏ những miếng thịt heo này đi, ta không cần những cái miếng thịt heo này đó, không cần những miếng thịt heo đó nữa. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mình ăn cà rốt vàng đó. Còn nếu như mà hết vàng rồi thì ta xuống đây ta farm, mà hết vàng rồi xuống đây farm, mà hết 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 cà rốt đó, hết cà rốt thì thôi ta cũng đi farm nữa, nhà mình có máy farm nông sản rồi cho nên ra là không sợ. Rồi bây giờ thì mình sẽ là để hết toàn bộ những cái hạt vàng trong đây đó, ta grab chúng lại hết đi đó, grab hết tất cả mọi thứ lại với nhau đó, để mà gọi là ta vận chuyển nó đem về đó, để mà ta đem những cái khối vàng này về đó, để mà ta ăn, để mà ta làm cà rốt vàng ta ăn đó, ta phải ăn cà rốt vàng đó. Bây giờ lên đời rồi, đời lên rồi, thời tới cả không kịp, thời nó đã tới rồi đó, cho nên thành ra là chúng ta cái việc buông lụa và xả láng nha. Không cần phải lo nghĩ gì cả đó, cái này là phải lấy ra chứ không được là để vậy, để vậy là nó sẽ gọi là đây ra 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 nó vậy đó, cho nên là mình phải lấy nó ra là như vậy. Ta sẽ lấy cái bàn này về luôn, cái bàn chế tạo của chúng ta sẽ lấy nó về. Rồi mình sẽ mở rộng cái kho chứa của cái máy farm này sao đó. Hiện tại bây giờ thì đồ đạc thì nó lung tung quá, mình mà mở rộng ra cái nữa là nó lộn xộn, là cũng phùng chết luôn á, thiệt luôn á, sốc nặng luôn. Ê kiếm chuyện hai em, nghĩ sao vậy, nghĩ sao đi kiếm chuyện với tôi có làm gì em đâu, bực mình à. Rồi mình sẽ dọn những cái đống salam ở phía sau này đi đó, ta chỉ quan trọng cái phần ở phía trước thôi, cái phần phía trước này rộng rãi một xíu nè đó. Nói chung là mỗi lần xuống chúng ta phải cẩn thận một chút đó, chúng ta không được nhảy qua đây như thế này đó, hoặc là nhảy ra làm sao như thế nào đó. Nói chung là xuống một cách đàng hoàng, đừng có làm màu mè quá, làm màu mè chết với anh chịu vậy thôi. Rồi rồi bây giờ ta sẽ đi về thôi đó. Bây giờ nhân tiện mình sẽ dọn chỗ này ra luôn. Ok, mình sẽ dọn cái chỗ này ra luôn nha đó. Hiện tại giờ chúng ta vẫn chưa phá bedrock được thì bây giờ mình sẽ dọn cái này ra đi đó. Chứ nó không là mỗi lần đi xuống hay nó bị, nếu như mà lần nếu không là lần sau mà đi xuống cái nó bị kẹt cái nó là nhục lắm, kẹt một cái thôi là nó là thôi 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 nghỉ đi bố của nhục. Rồi ta vứt cái hạt vàng đi, cái hạt vàng này. Ở đây có thanh kiếm vàng nè, vứt thanh kiếm vàng đi rồi đi đi về. Yeah. Enderman. Lại đây em. Lại đây em yêu. Em yêu, lại đây em. Lại đây nào. Hay lắm, một viên ngọc nữa. Một viên ngọc nữa, một viên ngọc nữa. Bước này đi. Rồi. Bước tới đi ha. Rồi, đá cuội thì mình sẽ phải tìm cách có nó mới được. Rồi nó là ngày nhiêu, 307 gì mới xuống địa ngục được có ngày nữa hả, trời. Nói chung là cũng không được lâu lắm. Rồi giờ ta ngủ cái, trời đã sáng rồi, bây giờ mình sẽ phải cất những thứ này vào. Ôi trời, chật chỗ quá, chật chỗ quá, chật chỗ quá, chật chỗ quá đi. Rồi ta lấy cà rốt vàng ra, ui quá thiệt tình, chứ quá là chật chỗ luôn á. Chật cái gì mà chật chỗ dữ vậy, không biết nữa tại sao lại chật chỗ như thế. Rồi bây giờ thì ta sẽ phải nói chung là lấy cho mình thật là nhiều đá cuội. Đá cuội thì ở đây lúc nãy đây mình có 3 cục nè. Họ ta nhặt lại. Đó,
ném đi giờ nhặt lại. Thì mình nhặt lại là có lý do hết đó nha. Đó, nhặt lại để mà ta chế tạo cái cây cuốc này. Đó. Rồi ta đi lại cái máy này của mình. Đó, ta đào ra một số lượng kha khá để mà ta làm những cái piston. Ok, để mà chúng ta còn có cái để mà phá cái bedrock nữa chứ. Rồi, nói chung là cũng được kha khá nha, 18 cục. Trời ơi. Thiệt luôn hả? Thôi giờ cho có 18 cục gì mới cha. Đây rồi. À, gỗ ghét đồ đâu hết rồi trời ơi. Thì gỗ đây rồi. Còn dư cục nè, đừng có xài luôn. Đó. Rồi đâu? Đây, một cái nữa. Vậy là chúng ta đã có tổng cộng hai cái piston. Đó. Thì có thể là mình sẽ đầu tiên mình sẽ làm hai cái này thôi đó. Để phòng tránh cái trường hợp nếu như mà hai sau này nha, nếu như mà hai trong lúc mà phá bedrock á thì cái quả TNT này nó một cái nổ hư nha, nổ hư luôn cái piston này á, thì mình sẽ chế tạo thêm vậy thôi. Ok rồi, bây giờ thì tạm thời ta sẽ cất những cái món đồ này vào đó. Cái rương này thì vẫn còn khá là trống, vậy thì mình sẽ cất những cái món đồ gọi là giá trị một chút, không những cái món đồ gọi là quan trọng thôi, quan trọng với mình hiện tại đó. Ta cất vào như thế, ta cất vào đó, ta sẽ cất bọn nó vào đây đi đó. Rồi cái này luôn nè, nó xô xiết rồi đủ thứ hết cho nó là cất vào hết đó. Ta sẽ lấy cà rốt ra rồi mình sẽ đặt cái giường này xuống luôn đó. Hạt vàng, hạt vàng, hạt vàng ơi, hạt vàng ơi, hạt vàng, hạt vàng nè, có hạt vàng nữa nè, cà rốt vàng nè, cà rốt vàng luôn nè, cà rốt vàng luôn nè đó. Bây giờ có nhiêu vàng đi làm cà rốt hết trơn á, bởi vì đơn giản là chưa có búa địa ngục đâu để mà hoa chế thuốc. Ok, nói chung là theo ta làm cà rốt vàng ăn đỡ đi đó, hơn hai stack, hơn hai stack nha đó, được rồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại công việc chính của chúng ta, farm đá, farm đá rồi vậy thôi. Rồi để mình sắp xếp lại mọi thứ cái đã. Cái này chậm hỏng một, hai cái chậm hỏng một thì đi qua đây, ở này chậm hỏng ba, đây cũng chậm hỏng ba rồi. Cái cây xịn nhất thì mình sẽ để cuối, còn cái cây cùi nhất thì mình sẽ để cùi để đầu tiên. Rồi bắt đầu công cuộc farm đá của chúng ta nào. Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Tuy là mình đã, nói chung là tuy là mình chưa farm hết tổng cộng hết 4 cây cuốc, nhưng mà thôi bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi, cho nên là mình sẽ thoát ra và mình sẽ đi ngủ, mình sẽ đi ngủ, sáng mai mình sẽ farm tiếp. Ok rồi, hẹn gặp lại bạn vào sáng mai nha. Vâng, và mình đã quay trở lại, chúng ta lại vào game à, thì tối qua ngủ khá là ngon. Đó, ngủ khá là ngon á chứ không có được ngủ khá là ngon á chứ không có kiểu như là thức tới tầm 3 giờ thôi, thức tới tầm 3 giờ nhưng mà bữa đó à, mà bữa là mình còn thức tới 3 giờ thì mình mới đi ngủ được. Tại sao là không lấy được à, cái điều khiển chưa sửa lại rồi cũng được. Rồi bây giờ thì ta lại tiếp tục farm đá cho đến khi nào hai cây cuốc này nó còn một chấm đỏ thì thôi. Hay quá, cuối cùng thì cũng đã xong, mọi thứ đều đã đúng như ý mình rồi. À, tất cả những cây cuốc của chúng ta đều đã còn lại một chấm đỏ duy nhất. À, tất cả cây cuốc đều đã còn lại một chấm đỏ duy nhất nha. À, thì các bạn thấy lạ đúng không? Tại sao cái chỗ này lại có không phải là gạch đá mà là đá thường? Thì gọi là trong lúc mà kiểu như là mình farm đá đó, thì mình treo máy mà đúng không? Mình lỡ tay mình đẩy nhẹ con chuột đi cái, đẩy nhẹ con chuột đi thôi đó, và nó bị chờ cái, và thế là cái hướng của nó chờ nó, cái hướng của nó bị chệch lên trên vậy nè đó, cái hướng mà mình đang đào thẳng không, mình đẩy nhẹ cái nó bị ngước lên trên vậy nè đó, và thế là đào trúng cái cục này đó, và thế là lava nó chảy ra, lấy lava chảy ra nó đốt cháy hết trơn hàng rào mình luôn đó. Nhưng mà hên một cái đó là mình kiểm tra trong kho đồ của mình đó, thì mình vẫn còn tầm 14 cái đó, mình còn 14 cái hàng rào, thì thế là mình đã lấy mình lắp lại, và mình đã lắp lại cái chỗ máy phong đá này như thế này nè. Đó, mình lắp lại như thế này nè hả, và cái máy thì nói chung là đào á, thì lâu lâu nha, đào xong á lâu lâu thì mình cũng phải kiểm tra, bởi vì nếu như mà mình không kiểm tra thì gọi là cái lượng đồ đây nè, đây cái hopper trong nó đầy hết, cái gương này cũng đầy luôn, mọi cái hopper trong đây nó cũng đầy hết trơn luôn đó, thì nó sẽ
nó sẽ xảy ra cái tình trạng nó là mấy cái cục đá nó rớt ra ngoài này nè, nó rớt ra ngoài vậy đó, cho nên lâu lâu mình cũng lâu lâu thì mình cũng có kiểm tra ha. Và kiểm tra thì lúc mà kiểm tra thì mình thấy là ô tại sao lại có lava nó chảy ngay đây, nó chảy mà đè lên trên cái gương mình luôn đó, nhưng mà hên là cái gương mình vẫn còn, nó không bị sao hết đó, rất là may mắn. Rồi tao lấy ra, tao ráp lại hết tất cả thành cái gạch đá này luôn đó. Rồi để mình grab hết tất cả những cái số đá này lại thành những cái gạch đá hết. Rồi sau đó ta sẽ tiếp tục bắt tay vào cái việc đó là xây cái máy farm. Vậy xây cái kim tự tháp chứ, đúng rồi đó. Giờ ta sẽ đi sửa cây cuốc nó lại một chút luôn. Ta sẽ đi sửa cây cuốc của mình nó lại một chút luôn. Sửa một cây thôi, không sửa bốn cây luôn đi. Đó, sửa bốn cây luôn nha. Đó. Rồi sửa bốn cây lại luôn để mà mình có xây sai chỗ này chỗ kia thì mình còn có cái để mà đập ra. Rồi đó, mình đã grab hết tất cả lại thành gạch đá cho luôn ha. Đó, và ta đã có tổng cộng 1 2 3 4 5 6 6 rương đó, ta có được hơn sao, ta có được 6 rương nha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống dưới địa ngục đó một chuyến, và sẵn tiện mình sẽ đem theo dụng cụ để mà phá bedrock luôn, và hy vọng là phá được nha, hy vọng là chúng ta sẽ thành công, bởi vì đơn giản là chúng ta chỉ có 6 quả TNT mình thôi, nói chúng ta không có nhiều. Nếu mà thất bại nữa thôi là buồn lắm luôn á, thiệt buồn dữ lắm luôn á. Rồi sau tiền sẽ đem theo đá đỏ và đá cuội rồi các thứ luôn đó, để mà phá đồ các thứ, phá rồi đúng không, có đá cuội mới phá được. Rồi mình sẽ kiếm nether đồ đất, không biết là còn nether đồ đất không nữa, đây mình sẽ lấy nether đồ đất ra để mà chúng ta có cái để dùng mà chứ không có gì đâu. Rồi lấy que ra luôn nè, rồi để kiểm tra lại coi còn gì không. Rồi ở sau tiền xuống đó thì mình sẽ mở rộng cái gương của mình ra luôn ha, không phải mở rộng kho đồ, mở rộng cái kho chứa của chúng ta ra luôn. Sau bây giờ kiểm tra thật kỹ nè, cái này như vậy. Rồi tạm thời bây giờ là đủ hết luôn rồi đó. Rồi tao lấy thêm đá cuội luôn cho nó nhiều nhiều một xíu rồi đó. Vâng, lại là tiếng ngon, vẫn là tiếng ngon hồng màu tối ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đâu để mình xem thử coi là ở đây chúng ta còn có gương, là lấy gương thôi luôn để mở rộng kho đồ ra. Đâu để xem nào, à đúng rồi, chúng ta cần có thêm một cái bật lửa, à có bật lửa luôn rồi à, để mà kiểu như trong lúc phá bedrock á, cái TNT nó có nổ hư cái cánh cổng của mình đó, thì mình còn có cái đó mà đi về. Rồi hy vọng là ta sẽ phá được bedrock nha. À, còn nếu không phá được thì thôi ta vẫn tiếp tục sử dụng cái chiêu đó là Ngọc Ender vậy thôi, chứ cũng chả biết làm sao hết. Rồi đi lên nha, rồi xác vô bụp lên hên quá. Rồi lúc nãy là từ đây phải không, trời nãy quên bật F3 coi nữa, lúc nãy là mình quên mình bật F3 xem thử là cái tọa độ đó nó nằm ở đâu nữa, thiệt tình cứ quên hoài luôn, quên này nhớ này với lại quên kia thì lại nhớ nọ, thiệt tình giết cha giết thì tôi cũng không biết tôi bị gì luôn. Rồi một cái cần gạt, mình cần một cái cần gạt đây, một cái cần gạt này nha. Ôi ôi, nhà lại tiếp tục có tiếng ồn, tivi máy sấy máy giặt điện thoại đồ đủ thứ hết như vậy đúng không ta. Đúng rồi, còn thêm một cái cửa sập vô nữa. Bụp. Rồi nha, mình hy vọng là nó sẽ được nha. Vâng, không được. Lần đầu tiên thất bại. Rồi xong nó hư nguyên cả cái piston của chúng ta luôn rồi. Và hên may mắn, rất may mắn là mình có mang theo cái mình có mang theo cái bàn chế tạo để mà chế tạo rồi, để mà chế tạo cái piston đây. Chứ không bây giờ là hơi mệt rồi đó. Và bây giờ ta sẽ cất những cái này vô đi. Rồi ta cất những cái thứ này vào. Rồi giờ mình chỉ còn lại có 4 quả mà thôi. Đó. Và hy vọng nha, hy vọng là nó sẽ được. Hy vọng là nó sẽ được nha. Chứ nó không là phiền lắm luôn á. Bê tông nữa, rồi thêm một cái bê tông nữa. Đây rồi. Rồi, cái cổng của chúng ta đã banh luôn nè. Ồ. Hóa ra nằm đây à. Giờ mới có tưởng nó là mất rồi cơ. Rồi, và hy vọng nha, hy vọng lần này là nó sẽ được. Chứ nó mà không được nữa thôi là tôi buồn lắm luôn á. Còn có 4 cục à.
Rồi. Xuống. Xếp sát vô một xíu. Vâng, lại thất bại. Rồi còn hai quả cuối cùng nha. Tại sao mình lúc mà sao nhỉ? Cái lúc mà mình thực hiện ở trong một thế giới khác thì nó rất là hoàn hảo, mà tại sao giờ trong đây nó không được nhỉ? Rồi nha. Kỹ càng xíu. Vâng, vẫn không được. Rồi xong, TNT đã hết. Rồi chúng ta lại đành chịu mà thôi. Rồi xong, số phận đã định đoạt, đó là chúng ta vẫn chưa thể nào phá bếp rốc được. Mình làm đúng kỹ thuật luôn nha, mình làm đúng kỹ thuật luôn, hay là nó hên xui ta. Nên là chúng ta phải chỉa vào chỗ này nè, nó chúng ta phải nhắm vào cái chỗ này để mà đặt được cái bê tông nè, nhưng mà vẫn không được. Rồi xong rồi, vậy là cái này là nó ăn theo tỷ lệ. Cái này là nó ăn theo cái tỷ lệ là hên xui rồi. Rồi xong. Ok, chúng ta đành chịu thôi. Rồi không được thì thôi, mình sẽ đi lên đó mình sửa đồ. Rồi sẵn tiện đó ta sẽ mở rộng kho chứa chúng ta ra luôn đó. Để mà có cái để mà dùng chứ đúng không? Hey, hello. Hello, hello. Hello. Hello, ở đây. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Hả? À. Dám chạy hả? Chạy này à. Chạy với anh hay em. Trời ơi, con ăn cắp đồ kìa, ăn cắp đồ một đống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đập hai cái này ra đi. Ok. Rồi mình sẽ đặt nó lại đó, mình dời nó qua đây đi. Chứ để nó ở đây thì nó sẽ bị vướng cái chỗ của mình. Ok. Rồi ta sẽ phải cẩn thận một xíu đây. Căng thẳng quá. Đây là độ cao rất là cao đó. Chết một cái là trời ơi, không có đồ để mình đi lên đại đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ra. Sẽ đặt ra như thế này. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận hết mức có thể. Không được lơ là dù chỉ một giây. Ok. Rồi, ta lấy cái này ra coi. Không được, không được, đây giờ không được. Rồi, trời ơi, cái khối đó của tôi. Cái khối của tôi. Rồi. Xuống. Đập ra, đập ra, đập ra. Rồi nha. Rồi. Rồi bây giờ ta phải sẽ phải đi xuống lụm lại cái khối đó mới được. Không có khối đó là cái máy nó không hoạt động được đâu. Giờ ta sẽ cố gắng ta đặt nó vào. Rồi hay lắm, vậy là được rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những hopper ra. Đó. Cho là hiện tại giờ hopper có nhiêu thì cứ đặt hết bấy nhiêu đi ha. Có nhiều cái gì đặt nhiều đi. Đó, không có gì cười, sau đó ta sẽ từ từ mở rộng nó ra sau nữa. Đó. Không thể nào mà mở rộng một lần duy nhất được đâu. Thiệt tình chứ, cái mà mình cay cú nhất là cái việc mà phá bedrock không được ấy. Bởi vì phá bedrock của nó sẽ rất là đỡ luôn á, đỡ có thời gian đi rất là nhiều. Các bạn không cần phải, nhưng mà mình phá được cái bedrock đi á, à, mình sẽ không cần phải tốn viên ngọc Ender nữa cả. Mình sẽ không phải tốn công đi tìm ngọc Ender, nó đi săn hay men đồ các thứ để mà chúng ta có được ngọc Ender để mà đi lên được. Đó. Mỗi lần đi lên như vậy thật sự rất là phiền luôn. Ê. Rồi, phải giật hết cả mình. Rồi. Rồi ốp giờ như thế này. Đó, ở chết cái chỗ này nó bị vướng cái phần để đựng lava rồi. Oh man. Vậy rồi sao chạy? Ok, mình có ý định như này. Đây mình có ý như này nè. Đó. Đâu rồi, cái cây hiệu sức 5 rồi. Đây. Ta sẽ đập này cả luôn. Đó. À, đó là mình sẽ như thế này đây. Đó, mình sẽ chuyển hướng của nó ngược lại. Đó, ta sẽ để cái hướng của nó ngược lại như thế này ha. Đó. Gì? Đó, rồi ok. À mà không biết là sau khi mà mình kích hoạt cái chỗ này nè, là cái hopper đó nó có bị khóa không nhỉ? Nhưng mà cái hopper chỗ đó nó bị khóa thì thực sự đó là một sự rất là phiền luôn á. Thôi kệ đi, lúc mà mình tắt thì nó vẫn là bình thường thôi. Cho là bình thường ha. Kệ đi, được này mất kia mà. Đó.
không có cái nào gọi là hoàn hảo cả. Và vẫn câu nói cũ, nhà mình hơi ồn, mong bạn thông cảm nha. Phải tình luôn, tiếng ồn cứ xuyên suốt mãi luôn. Có bữa kia, cái này là ngẫu hứng nói thôi nha. Có ngày hôm qua, ngày hôm kia vậy đó, đúng rồi, đó. Mình có thử lục lại cái video đầu tiên của kênh Ý Thiên TV xem thử ngày đầu tiên làm YouTube của Ý Thiên TV như thế nào đó. Bởi vì mình thấy anh ấy rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà nó vẫn xuống bình thường nha. Đó. Dạ, thì mình xem như thế nào mà mình thấy là cũng đâu đến nỗi tệ đâu đúng không mọi người? Đó. Không. Video đầu tiên của anh Đĩa Thiên TV là nói chung là cũng không có gì gọi là tệ cả. Không, nó cũng tốt hơn của mình nhiều. Đó. Mình thì ngày đầu tiên làm YouTube rất là tệ, và ngày hôm sau và bây giờ cũng rất là tệ. Chả có bao giờ gọi là khấm khá là nổi. Chả bao giờ khấm khá là nổi cả. Rồi bây giờ mình sẽ sửa đồ một cái rồi tao sẽ đi trở về thế giới thật nha. Hên ghê luôn á. Trời ơi, cái sàn đó là phải thu hẹp lại nữa. Cái sàn đó là phải thu hẹp lại nữa các bạn ơi, không thể nào để như vậy được. Trời ơi, mình chỉ muốn đi xuống mình bật cái công tắc để mà tiêu hủy những cái kiếm này thôi, nhưng mà trời ơi, của em này làm ghê quá trời ghê luôn. Ghê quá trời quá đất luôn, thiệt tình chứ. Cái sàn đó là phải thu hẹp lại nữa bạn ơi. Không được rồi. Cái sàn đó là phải thu hẹp lại nữa, bắt buộc là phải thu hẹp lại nữa. Còn nếu không là mình phải đặt những cái lốc mình chặn lại đó, những cái lốc những cái hàng rào hay là những cái gì đó mình chặn xung quanh lại. Mình muốn giữ được cái sàn đó thì mình bắt buộc phải đặt những cái gì đó mình chặn lại mới được, chứ mình không thể nào để như vậy, để vậy rất là nguy hiểm, thiệt tình luôn. Phải chặn lại mới được, mình nghĩ là mình sẽ chặn đi đó, ta sẽ chặn nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ chặn cái chỗ này lại, không thể nào để như vậy được, để như vậy quá nguy hiểm bạn, quá nguy hiểm luôn thật sự. Để như vậy ha, mỗi lần muốn đi lên đi xuống là rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn đó. Cho nên là thôi mình sẽ chặn nó lại bằng những cái hàng rào như thế này, mình sẽ chặn nó lại bằng những cái hàng rào như thế này, và ta hy vọng là nó sẽ ổn. Chứ nó mà không ổn là thôi mệt lắm luôn đó. Ta sẽ ngăn chặn cái việc mà mấy con zombie Batman nó dựng như mình đứng đây đi đó, mình đứng đây nè đó, nắm em zombie em sẽ tập trung đây, và mà em sẽ kiểu như là đẩy nhau đó, đẩy nhau và gớt xuống dưới đó luôn đó, chứ em không có kiểu như là chạy qua đây ha đó, không có chuyện đó. Rồi ở đây thì nó lại cản cái tầm nhìn, làm gì thì nó lại cản cái tầm bắn của cái máy phao của mình hả. Rồi bây giờ thì tao phải bắt buộc phải đứng cao hơn một lóc nữa rồi đó, thử xem đi, thử xem. Đó, bây giờ mình sẽ thử mình đứng qua đây xem coi. Vâng, mấy em ấy tập trung ở đây rất nhiều nhưng mà mấy em ấy không thể nào nhảy xuống đây được đó. Vẫn còn thỏa. Rồi sắp. Mình sẽ vẫn ở đây và tiếp tục farm đồ. Ok. Mình đã quay trở lại rồi đây. Đó thì mình đã sửa xong hết tất cả những món đồ mà chúng ta cần rồi. Bụp. Nè. Giỡn mặt này. Đó. Thì đồ coi như là mình đã sửa xong hết ha.
Wow, quá trời những em zombie Pitman gọi là quyên sinh tại đây đó, tự quỷ đây luôn nè đó. Một pha tự hủy của mấy em zombie Pitman tại đây, quá trời quá đất kinh nghiệm luôn, thời gian giết rồi đủ thứ luôn nè. Thôi kệ, ném đi đi, không cần nữa, hiện tại giờ không cần nghe đó. Rồi ta ném những cái lên tao này đi, rồi xong. Bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà và ta sẽ tiếp tục xây cái kim tự tháp. Ok, ô trời mưa luôn rồi, đâu để xem thử ngày bao nhiêu, 317 rồi, ngủ đi. Có qua ngày 318 thì ta sẽ bắt đầu ta thực hiện công việc xây dựng rồi. Xong, nắng lên đi, đúng rồi, nắng lên đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cất những cái món đồ chúng ta đã tính của chúng ta vào, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành nhờ với công việc đó là xây dựng cái kim tự tháp của chúng ta đó. Còn cái máy phong sắt đó thì mình sẽ sửa lại sao, thôi sửa lại sao đi, chứ bây giờ là mình không còn bất kỳ một tâm trạng nào để sửa cái máy phong đó ta, thì không, bây giờ mình không còn bất kỳ một tâm trạng nào để mà có thể gọi là hứng thú để mà sửa cái máy farm cái máy farm sắt rồi nữa cả đó, mình mệt mỏi lắm rồi đó. Rồi bây giờ ta sẽ lấy những cái khối đá này ra đó. Ta chừa là một ta lấy ra một cái hàng gạo này ở đó, hàng gạo hình như là mình vẫn còn để trên kia thì phải. Rồi đó, ta chừa là một cái để mà mình để cái sợi dây đó. Còn bây giờ thì ta sẽ đi lên cái chỗ kim tự tháp đó thôi, rồi tiếp tục xây dựng. Mình nhớ hình như là mình vẫn còn để cái hàng gạo vậy đó, mình vẫn còn để một cái hàng gạo phía trên đó à. Đó, cái gì đi ra chỗ khác, tôi không có quen mấy em, mấy em muốn làm phiền tôi đó, đi ra thôi. Vâng đúng rồi đó, mình vẫn còn để một cái hàng gạo trên đây. Xuống nào, buộc vô, đúng rồi, em ở đây ngoan nha. Đó, đây thì như bạn thấy nè, đây mình thay thế cái phía phần đặt bên trong á, ban đầu là mình xây đặt rồi, bây giờ mình xây gỗng rồi đó, giờ mình sẽ thay thế trong đây bằng những cái cây đuốc như thế này đó. Và hy vọng là quái nó sẽ không spawn nha, và hết đuốc nữa rồi ta lại phải về nhà và làm thêm đuốc mới được. Nhưng mà kệ đi, bây giờ thì mình sẽ cứ việc xây như thế này trước. Đó, chừng nào nói chung là xây xong một cái cột này đi, rồi mình sẽ đi về mình làm đuốc sau. Oh my god. Oh my god. Bạn thấy cho nó không? Mình đã sơ sẩy bạn. Mình đã dạo chơi trong địa ngục. Mình đang dạo chơi trong địa ngục lắm, mình lấy cái đá phát sáng này đem về trang trí cho cái kim tự tháp của chúng ta. Mình kiểu như là bạn vừa chạy vậy nè, chạy một cái nhảy nhảy vậy nè đó. Và thế là chúng ta bị lọt xuống đây. Đó, thì mình vừa mới kiểu như cái chỗ này nó khá cao bạn, chỗ này nó khá cao, cái lúc mà mình lướt xuống mình vừa gót xuống rồi mình lướt xuống mình thấy lava. Ui ui ui, mình bấm cái nút nè, mình bấm nút A bạn, cái nút A cho nó kiểu như là cái con nhân vật của chúng ta nó bay về cái phía bên này nè. Và hên hên rất may mắn thì chúng ta đã gót xuống đây và mình đã mất nửa tim, mà không, mình mất nửa thanh máu, mình bị mất hết phần nửa thanh máu đó. Thì chứ cái lúc mà tôi gót xuống rồi tôi đúng đứng tim luôn, tôi đứng tim luôn. Bây giờ nó giả là ở trong cái thế giới này là mình không chỉnh mức độ bạn, mình chơi mình không chỉnh mức độ bạn, kiểu như là liên tập cho mình cái tính cái thói quen mà cẩn thận khi mà chơi hardcore.
đó, cho nó dễ đó. Nhưng mà dẫn chứng nào năng lấy, dạo chơi mà không coi chạy, cứ chạy chạy, đi dạo đi chơi chạy, đi chơi mà còn chạy mà còn nhảy nữa, vừa chạy vừa nhảy thì thấy là lọt cái này. Hên hên là đồ xịn đây, hên là đồ xịn nhau chứ không thôi là chết rồi. Hên đó, hên là đồ xịn chứ không thôi là chết rồi. Ok rồi, thì mình quay cái đoạn này là chỉ để thông báo cho bạn biết thì thôi, nhưng mà thông báo cho bạn biết là mình sắp chết, đơn giản vậy thôi à. Đó. Rồi và bây giờ thì ta sẽ đi lên trên đó và mình sẽ tìm thêm vài cái đá phát sáng nữa, rồi sau đó mình sẽ đi về các bạn. Oh shit 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 shit, oh oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, thôi 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 thôi, bỏ đi, bỏ cái ý định đó đi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái này rồi tôi bắt lóc đi lên nè, tôi không có đào lên chỗ đó đâu. Hello, mày đã quay trở lại rồi đây hả? Giờ để xem thử, ngày 359, wow rất tuyệt vời đó. Thì đây như bạn thấy đó là cái kim tự tháp của mình, và mình đã hoàn thành cho nó những cái cột như thế này đó. Thì nói chung là ở phần trên cái phần đỉnh của cái cột đó, đó thì mình sẽ đặt này được rắc, tức là cái cục màu đỏ đỏ, màu đỏ dưới địa ngục của mọi người đó, cái cục màu đỏ mà chúng ta thấy đầy dưới địa ngục luôn á đó. Đó thì mình đặt lên như vậy và mình thắp sáng nó lên, nó kiểu giống hệt như là nó vừa là một cái cột nhưng mà nó vừa là một cái đuốc đó mọi người, nó kiểu vậy đó. Đó và đây là cái cầu thang đó, cái cầu thang mình làm còn đang dang dở đây đó. Hiện tại mình đang cầm đây lá sồi để mà kiểu như là đem xuống dưới đó đó các bạn, đem xuống dưới đó để mà lắp lên, nó lắp lên cho nó kiểu như là cho nó có cây có cối xíu các bạn, chứ cái tinh tự tháp gì đó mà nó không cây có cối, nhìn nó cũng hơi khô cằn thôi, nó kiểu vậy đó đó. Đó thì mình dự định là mình sẽ làm cho mình 1 giờ đó các bạn. Nói chung là mình dự định đó, mình nghĩ các bạn, mình nghĩ là mình có thể hoàn thành cái kim tự tháp này ngay trong hôm nay, nhưng mà ok quá, người tính không bằng trời tính. Dạ thế là chúng ta chỉ mới hoàn thành được cái như đây thôi ạ. À. Chúng ta mới chỉ mới làm được cái như đây thôi. À, như bạn hay nhìn thấy cái tổng thể đó. À, thì hiện tại mình đang ở trên cái chỗ máy farm quái vật của mình nè. À. Thì mình là kiểu như mình không có đủ lá cây á. Cho nên là mình đi ra đây nè, nó mình tới cái chỗ vườn cây của mình nè, tới cái chỗ vườn cây của mình nè, đó để mà mình lấy nó để mà mình làm mấy cái kéo, mình cào hết một lượt nguyên banh chành nguyên vườn cây của mình luôn. Đó, để mà được như đây lá lại nè. Rồi đó thì nói chung á nó là đây đây đó. Rồi đây là cái kim tự tháp mà mình đã gọi là xây được ngay trong ngày hôm nay đó. Thì nguyên liệu nó còn dư khá nhiều luôn bạn đó, nguyên liệu nó còn dư khá nhiều luôn nha đó. Mặc dù là mình đã bỏ nha, mình đã bỏ đâu tầm cả chục cục á, mình đã bỏ đâu tầm cái một chục khối gạch như thế này đó, nhưng mà nó vẫn còn dư dư rất là nhiều luôn đó. Rồi đó thì đây. À, thì rồi có thể là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn vào sáng mai, thì sáng mai mình sẽ tiếp tục thực hiện xây công việc, cái công việc xây kim tự tháp này. À, chứ bây giờ là 11 giờ rồi, ta phải đi ngủ thôi. Ok. Ok em. Bye bye. À, ta đã trở lại. Ok em. Vâng, và tiếp tục công việc xây kim tự tháp. Rồi đó, như bạn thấy đúng không? Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành cái kim tự tháp này. Giờ hôm nay là ngày 359. Ok. Rồi bắt đầu. Hello. Hello. Tôi quay trở lại rồi nè, tôi quay trở lại rồi nè. Đó. Đây, thì như tất cả bạn thấy là đây. Chúng ta nói chung là đây là mình đã xây dựng cho cái kim tự tháp này của chúng ta được như thế này đây đó, lửa cháy đồ bùm bùm đúng không đó, các thứ đồ đó. Đó. Đó thì đây nè, đây thì hiện tại bây giờ đó chính là chúng ta có một tin không vui, đó chính là hết nguyên liệu. Vâng, hết nguyên liệu, lại hết nguyên liệu, rất hay ho và tuyệt vời đó. Lại hết nguyên liệu và thế là lại phải đi farm nữa, lại phải đi farm nữa thôi đó. Ở đây thì ta có cho mình những cái đường đi lên, đây đây là cái đường đi lên nè, đây mình sẽ đi xuống cho bạn xem. Ừ, nhảy cái rồi vậy vậy kệ đi, cho mất máu đại đi không sao đâu đó. Mình chủ yếu là cho bạn xem cái đường đi lên đây đó, đây đây là cái đường đi lên đó, được ngăn cách rất là rõ ràng nha. Đây là cái không phải là đây là cái đi lên bằng đường này cũng được nhưng mà nó hơi lâu thôi. Ở còn ở đây thì chúng ta đã được gắn những cái bậc thang ở đây
đó, chỉ cộng với những cái đèn đó, nhìn cho nó đẹp thôi chứ chả gì hết á. Rồi bước lên, bước lên đó. Đó, đi nhanh hơn ở bên kia rất là nhiều. Bên kia chắc phải đi bằng cái đường bên kia, đảm bảo là phải vừa bấm cái nút W nè, vừa phải nhảy 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 vậy đó, đó nó khá là cực ha. Đó thì ở đây thì ta có những cái đèn đó trên, nói chung là đây là cái kiểu giống hệt như là cái đèn này nè, cái đèn này là cái đèn ở cái chỗ đường đi lên đúng không? Đó cái đường này là cái đường đi lên đó, thì ở cái chỗ mà kiểu như là cái này giống hệt là cửa chính đó, đúng rồi, cái này là cửa chính nè. Đó cửa chính thì chúng ta sẽ có một cái đèn như thế này đó. Ở trên là lửa cháy bự bù rồi ha, đó là nhìn giống như cái điện thờ chứ không phải là cái kim tự tháp này, thiệt luôn, là nhìn giống như cái điện thờ chứ không phải là kim tự tháp đó. Còn bên đây thì chúng ta có một cái đèn phụ, hay cái đèn này thì chỉ có tác dụng là phát sáng thôi đó. Ban đầu thì mình dự định là như nè, đó mình dự định là lock slab cho mình, là mình lock cái chắp đo cho, như mình đặt cái chắp đo như mình đặt cái chắp đo như thế, cái chắp đo vô vô như thế này đó. Nhưng mà nếu như mà mình làm vậy thì nó bị mất đi cái độ sáng. Nói chung là lót vô đây cũng được, nhưng mà ghi cái shader này nha. À, cái shader này nè. À, ghi cái shader này, mình không biết cái này là do shader hay là do game nha. À, khi mà chúng ta lót cái đặt cái chắc đo vô như thế này nè. Vô như thế này nha. Thì cái số lượng ánh sáng nó sẽ bị giảm đi một xíu, giảm đi một xíu thôi. À, cho nên là mình thấy nó hơi tối, cho nên là thôi mình kệ, cho nên là mình quyết định mình không lót chắc đo luôn, mình để luôn nha. À, mình không có đặt chắc đo, mình để luôn. À, cho nó sáng. Nó sáng. Chứ để tối thù nhìn nó không được sáng sủa cho lắm, với lại bao quá quá nó còn spawn nữa, nó mệt lắm đó. Rồi đây đó, đây là một cái đèn phụ, cái này là cái đèn phụ nha, còn cái này cũng là một cái đèn phụ nè đó. Còn đây là những cái đèn mini đó, những cái đèn mini như thế này đó, những đèn mini nhỏ nhỏ thôi đó, cũng chỉ để cũng có tác dụng là thắp sáng thôi đó. Còn bên đây thì chúng ta lại tiếp tục có một cái đường đi lên nữa, bốn đường đi lên đó, lại tiếp tục là một cái cổng chính nữa đó, có bốn cái cổng nè đó, và có những cái đèn mini đây đó, và đây là những cái cột đó, và cái cây cột này á, đồng thời nó cũng nó vừa là một cây cột nha, cái này nó vừa là một cây cột mà đồng thời nó cũng đảm nhận trách nhiệm, nó vừa là một cây đuốc khổng lồ đó. Nói là một cây đuốc khổng lồ cho hoài vậy, nó ra là nó thắp sáng không được nhiều chứ, thắp sáng không được nhiều chứ, coi như thôi đó. Đó, còn đây là cái lối đi vào nè, đây là cái lối đi vào đó. Đó, thì mình sẽ đưa cái tụi dân làng vào trong đây đó. Thì ban đầu á là mình định á, là có hai lối thôi đó, hai lối thôi đó, hai lối là ha, lối này vậy là cái lối đối diện đó, và cái tụi dân làng á, thì nó sẽ nằm một hàng dài ở đây đó. Nhưng mà mình sực nhớ lại mình sực, nhưng mà cái lúc thiết kế, nhưng mình bắt đầu vào xây dựng nha, bắt đầu xây dựng á, bắt đầu bắt tay vào xây dựng, thì mình đã quyết định là mình xây cho cái kim tự tháp này bốn cái đường đi lên, bốn cái đường đi lên, ở đây một đường, bên kia một đường, bên kia một đường, đằng sau đó một đường nữa, cho nên thành ra là thế là mình đã, cho nên là cái ý định mà làm một hai cái cửa, hai cái cửa làm hai cái cửa, một cái cửa đây và một cái cửa đó, là chúng ta hủy bỏ ha, nó hủy bỏ luôn đi, giờ khoét ra thành bốn cái cửa luôn chứ không còn hai cửa nữa đó. Rồi hôm nay là ngày 391 đó, thì trong lúc xây cái này, trong lúc xây nha, mà là mình ngủ liên tục luôn, trong lúc xây là mình ngủ liên tục, ngủ liên tục, ngủ liên tục luôn đó, để làm gì, để cho nó qua ngày mau mau à, qua ngày mau mau á, chứ nếu không á, nó vẫn còn tồn tại, chứ nhưng mà nếu như các series này vẫn còn kéo dài á, là mình bắt buộc phải xây thêm nhiều cái nữa, mà xây thêm nhiều cái nữa là nó bào một chất xám của mình đó. Mà nó bào một chất xám của mình đó, thì mình không còn biết xây cái gì nữa cả ở trong cái dự án thế giới vô tận của mình đó, như thế là chúng ta phải ngủ liên tục đó. Và như bạn thấy nè, mình ngủ liên tục luôn nha, mình ngủ liên tục, nhưng mà nó chỉ mới có tới ngày 392 thôi đó. Ngủ liên tục đó, nhưng mà chỉ mới có 392 ngày thôi. Vậy thử thử bây giờ mình thử nha, mình thử mình không ngủ là nó còn lâu tới cỡ nào đó. Cho nên các bạn kiểu như nói là ha, ui thằng này chơi 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 ngủ chơi chơi ngủ gì chơi chơi ngủ chơi thôi chơi mình đi chơi với ai đó luôn. Nhưng mà thật sự bạn nhìn đi, 1.000 ngày chứ không phải là 500 ngày, 1.000 ngày chứ không phải là 100 ngày hả. À, thì ban đầu á, thì mình nghĩ á, là 1.000 ngày thì nó sẽ qua nhanh thôi, à, cùng lắm mất đâu tầm một tuần à, mất tầm một tuần thôi là xong rồi, là nó hết ngàn ngày kết thúc cái series này rồi. Nhưng mà không, không hề, không hề, và nó vượt quá sức tưởng tượng của mình. À, như bạn thấy đi, mình ngủ liên tục đó, nhưng mà nó chỉ mới có tới có ngày chỉ 392 thôi. Thử mình không ngủ đi, mình không ngủ đi, nó còn lâu chứ cái nào nữa. À, và cái kim tự tháp này quá lớn, và nó mà đã gọi là, và chúng ta lại tiếp tục thiếu nguyên liệu rồi, thôi đi 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 farm tiếp thôi chứ biết sao giờ, thiếu đá bạn ơi, thiếu đá rồi thì mình đi farm tiếp thôi. Đó, giờ mình cũng có lót những cái lá ở đây nè, ok
Đó. Bây giờ mình sẽ cho bạn nhìn tổng thể nha. Đó, nhìn tổng thể. Ủa. À đây, trời ơi, đi lộn hướng, trời ơi. Lộn hướng. Bên đây nè. Đó. Lộn hướng về nhà. Rồi. Đó. Rồi, như bạn đó, nhìn tổng thể nha. Đó, nó vậy nè. Nó siêu to khổng lồ luôn. Đó, nhưng mà xấu quậy nồi luôn. Thiệt không? Mình thấy nó xấu, mình thấy nó không được đẹp lắm. Mình thấy nó không đẹp, nhưng mà đồng thời nó cũng không xấu. Nói chung là nó cũng bình thường. Mình thấy nó cũng bình thường, không đẹp không xấu. Nói chung là nhìn cũng được được. Được được thôi, chứ không có nói là. Nó nói là được đâu. Nói chung là được được thôi, chứ không có nói là được nha. Đó. Ok. Buộc em ngửa này vào đi. Đó. Thì bây giờ là chỉ mới có 9 giờ rưỡi thôi, hơn 9 giờ rưỡi thôi. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ farm bạn, mình sẽ farm tới tầm 10 giờ đi, sau đó mình sẽ đi ngủ. Ok. Mình sẽ farm tới tầm 10 giờ 20 đi. Ở đúng rồi, 10 giờ 20 đi, sau đó mình sẽ đi ngủ. Đó. Và có thể nha, có thể là mình sẽ nghỉ nghỉ chơi, nghỉ quay trong vòng 1 2 ngày đi, bởi vì đơn giản là trong lúc xây cái kim tự tháp này á, mình cảm giác mình có cái kiểu như là mình hơi bị stress mọi người, kiểu như là mình có cái cảm giác mình hơi bị sợ chết nhẹ nhẹ kiểu như cảm giác như là ha. Ôi trời sao mà chán quá, mệt quá đó, kiểu vậy đó mọi người. Đó. Trong lúc xây cái kim tự tháp này mình cứ có cảm giác kiểu đó đó, kiểu trời trời mệt quá vậy, sao mệt quá trời, nó chán quá rồi, kiểu vậy đó đó. Nó cho là hình như là bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi là khoảng 1 2 ngày đó, để mà mình gọi là vực dậy tinh thần đó, để mình tiếp tục xây cái đó, đúng không? Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ farm đá thôi, farm đá thôi cũng chả làm gì đâu. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ sắp xếp những cái này lại, những cái này ra đây đi. Đó. Cái nào xịn nhất thì mình sẽ để ra đằng sau nha. Đây cái này hữu sức. Rồi cái nào cùi nhất thì để đằng trước, cái nào dở nha, cái nào xịn nhất thì để đằng sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ farm luôn nha bạn. Tới tầm 10 giờ 20 thì mình sẽ đi ngủ luôn. Đó, chứ không có cái chuyện là farm cho tới khi nào mà mấy cây cuốc này trở thành một chấm đỏ hết nha. Đó, bởi vì đơn giản mấy cuốc này quá xịn. Đợi nó tới chấm đỏ chắc tới sáng mai. Cho nên ra là thôi 10 giờ farm tới 10 giờ 10 giờ 20 đi ngủ được rồi. Đó. Vậy nha. Rồi. Rồi, ok. À, nói chung là được 10 giờ 24 luôn rồi đó, 10 giờ 24 luôn rồi, chứ còn là 20 nữa ha. Rồi đó. Thì nói chung là chạy có 4 phút thôi à, chứ có nhiều đâu đúng không? Đó. Chút chạy ở đây. Đó. Rồi. Đâu để xem thử coi. Ai à, cũng khá là nhiều á. Chứ không ít đâu nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại tất cả những cái này thành gạch đá. Rồi sau đó mình sẽ thoát game và mình sẽ đi ngủ. Và có thể là ngày mai nha. Ngày mai thì mình sẽ edit cái video này. Đó. Sau đó mình đăng lên luôn. Mình edit xong rồi mình đăng lên luôn. Đó. Còn cái còn rồi cái việc mình nghỉ ngơi á, việc mình nghỉ 1 2 ngày á, thì có thể là mình vẫn tiếp tục nghỉ nha bạn. Đó. Thì có thể là nói chung là ngày mai là mình nghỉ, ngày mai mình không quay, mình nghỉ ngơi một cái, rồi mình nghỉ cho tới ngày mốt luôn. Đó. Nhưng mà riêng ngày mai nha. Riêng ngày mai đó thì gọi là mình sẽ cố gắng mình edit cái video này, rồi sau đó mình đăng lên YouTube luôn đó, cho nó được cái nào thì nó hay cái đấy đi. Rồi đó thì lúc nãy nha, nói chung là cũng lâu rồi đó, thì có bạn kia bạn hỏi mình đó là thằng tiện đây là ngày nhiêu. 394 à, ngủ luôn cho nó qua ngày 395 luôn đó. Thì có bạn kia hỏi mình đó, đó là làm sao để bật được cái dòng chữ ở phía bên góc màn hình, ở phía bên góc màn hình thì mình cứ nghĩ là ủa dòng chữ nào, có thấy dòng chữ nào đâu ba, thấy dòng chữ nào đâu đó, thì mình mới hỏi lại là dòng chữ nào bạn, dòng chữ nào vậy bạn, hay hay ý bạn nói là tọa độ nó, thì mình hỏi lại gì đó nhưng mà bạn ấy vẫn đứng thinh. Bạn ấy không có kiểu như là trả lời lại. Thì sau một hồi suy ngẫm thì mình mới phát hiện ra à hiểu rồi, là cái dòng mà phía bên bên phải mà góc phía dưới á, ở bên phải nhưng mà ở góc phía dưới bên phải của cái màn hình đó, bạn thấy không, như là bò kêu bò chất nhồn tung tóe đó, đó là cái dòng đen đen đó không à, ý bạn đó nói là bạn muốn mở cái đó đúng không? Rồi đây thì muốn mở cái đó dễ thôi, bạn bấm cái nút E S E S C à,
ở trên bàn phím đúng không? Ở trên bàn phím á, thì các bạn sẽ dòm ở bên tay trái, bên trái nha, ở cái tay bên trái, cái tay trái của bạn đúng không? Đó, bạn sẽ dòm ở bên phần tay trái của bạn. Đó, thì các bạn sẽ thấy được có cái chữ đó là E S C E E S R và chữ C đó. Đó thì bạn bấm cái chữ đó, bạn bấm vô cái nút đó thì nó ra được cái này. Bạn bấm vào thì chọn, còn bạn bấm vào cái chỗ này, rồi nó có để cái chữ là hiển thị phụ đề. Ở đây mình đang bật đúng không? Giờ mình sẽ tắt nè. Đó, tắt nè. Đó, nó không còn hiện gì chứ. Để cho con bò nó kêu nè. Đó, con bò nó kêu rất là ghê đúng không? Đó, con bò nó kêu rất là con bò nó kêu rất là ồn, nhưng mà vẫn không có cái chữ phụ đề nào bật cho nó hiện hiện lên đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ bật nè. Đó, mình sẽ thoát ra, mình bật cái nè. Đó, xuất hiện đi. Đó, rồi đấy, vậy thôi à. Đó, rồi thoát game. Rồi, hẹn gặp lại bạn vào video sau.